Ở đấy mà di chuyển chưa chắc lắc. Alo. Ok em đi dọn luôn anh ơi. Ui mẹ khách gọi dọn xác rồi. Gọi luôn. Gọi luôn à. Chim của anh. Ừ. Mẹ khách gọi điện đéo được, mẹ khách là còn cả FaceTime nữa, sợ thật. Khách dục quá. Nào, quay trở lại câu chuyện. Nay tôi nhận được một cái hợp đồng mới. Hợp đồng gì đây? À, tăng lương thì hôm trước bị từ chối rồi này. À, tôi chỉ muốn giúp con bé thoát khỏi mối quan hệ độc hại, nhưng mà cuối cùng lại gây ra một mớ bòng bong khủng khiếp. Tôi không bao giờ định kể mọi chuyện đi xa đến vậy. Bây giờ tôi phải tống khứ cái xác ấy đi, nếu không họ sẽ nhốt tôi vì tội giết tên khốn ấy mất. Anh phải giúp tôi. Will. Ba người chết. Địa điểm thì khá là bé và nhiệm vụ này được 6.000 đồng. Ok. Đi. Làm luôn thôi. Đâu nhỉ? Chết mẹ, tầng hầm điên nào. À, đây là mình là tầng hầm mà. Mình phải lên xe chứ. Ơ, mình vẫn chưa đi được. Tức là mẹ vẫn chưa hiểu là mẹ tiền để làm gì. Hả? À? Sẽ là một đêm dài đây. Đừng bao giờ đụng đến tình yêu của cha mẹ. Nếu điều đó tương tự xảy ra với Elena, mình thậm chí còn không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra. Bởi vì mình biết mình sẽ làm tất cả điều gì để cứu con bé. Chương 2, tình yêu độc hại. Ui, bé đéo đâu to vãi cứt vãi cả bìu ạ. Vừa ra có thằng vắt vẻo ở đây rồi. Ngoài lại còn đang mưa nữa chứ. Đủ. Ồ, nhà vệ sinh có vẻ là sạch sẽ, không có gì xảy ra này. Ok này, cứ đóng cái chậu vào đây trước đi. À, tôi vừa mới nâng cấp cái máy bơm nước. Để tôi thử xem hiệu quả nó ra sao nhé. Đủ. Tôi bảo mà đầu tư vào cái này là điều đúng đắn, hiểu không? Thế thì mẹ, tầm này còn cọ làm đéo gì nữa. Này trông có vẻ dùng cái này thì ok, nhưng mà mình sẽ bị mất thêm cả công đoạn là dọn rác. Nhiều rác vãi cứt. Mẹ à, mình phải giải quyết cái xác này trước, nếu không thì máu nó cứ rơi xuống đây này. Cay vãi.
Được, lên giải quyết cái xác trước đi. À, hơi bẩn nha. Ui, tối thế. Was this the potential client? Bingo. Nope. Ờ. Mẹ đéo có đèn à? Won't budge. Nhà vệ sinh. Wow, thì mấy cái xác còn lại đâu? Ba cái mà. Đủ. Chồng. À, kinh dị vậy. Cái hai cái nữa đâu nhỉ? Đây à? Ôi ôi, thế là trong phòng ngủ rồi. Hay lắm. Hay lắm thằng mặt. Ok. Dọn lại cái đống ở trước đi. It won't move like this. Ủa, nó kẹt cái gì vậy? Kẹt cái đéo gì vậy? There. No one will even notice. I need to clear the way first. Nó bị mắc cái đéo gì nhỉ? Rác à? Chết mẹ rồi, kẹt rồi. Tí mình phải nâng điểm túi rác lên quá. Đéo lấy được cái miếng này. Cú thế nhở. Ờ, hay là mình xịt mẹ nước vào nhỉ. Ôi, miếng ấy bị lỗi mẹ rồi. Cái này ở đây. Một cái nữa là cái này ở đây. Thế còn một cái nữa, cái này ở đây. Cái này nữa ở đây. Đẹp luôn nhỉ. Bố. Tất cả tại tên Ki Lè. À, cây lè. Đầu tiên là hắn dụ dỗ con nghiện ngập. Giờ hắn có định biến con gái bé bỏng của bố thành gái điếm. Bố đéo hiểu gì cả. Chúng con là tri kỷ, là người yêu của nhau. Không phải là tình yêu, đó là bệnh đấy. Nếu hắn dám làm con đau thêm một lần nữa, bố sẽ tiễn hắn đi đời nhà ma. Bố mà làm thế con sẽ tự sát. Cút khỏi cuộc đời con, đồ bệnh hoạn. Ui ôi, thôi xong rồi. Câu chuyện là... câu chuyện là con bé này ăn chơi đua đòi. Có thằng người yêu nghiện ngập. Gia đình ngăn cấm. Nhưng mà nó đéo nghe. Thật là nông nổi. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Quá đau thương. Khổ thân ông bố.
Tê, hôm qua tăng điểm này các bạn cứ bảo là đừng tăng anh ơi. Nhìn đi. Tôi sẽ tăng hết vào cái vòi này. Tôi yêu cái vòi này. Qua có mấy ông spam bảo là đừng dùng vòi này. Sạch luôn. Má, chỗ này nước xa thế nhở? Bây giờ làm sao nâng cấp được? Thằng này hơi ngu, đúng không? Ra mua thêm 30 mét vòi nữa, mẹ kéo cả nhà. Thật buồn khi tôi chơi nhân vật ngu như vậy. Ôi, đổ vỡ hết rồi. Ê, hay nhở? Thảm này trông nó đúng là thảm kịch đây này. Ok rồi đấy. À, thu tạm này vào. Like no one was ever here. Đủ. Này đâu ta? Này đâu ta? À, cái này là rác. Cái này chắc là ở đây. À, cái bàn này thì ở giữa. À đây là ghế sofa. Thì đống này chắc chắn nó là rác rồi. Can't pick up anything with a full bag. Đây là hai cái tượng. Đập nhau mẹ mày vỡ cả cái bình hoa của ông già. Chịu thật. Thank you.
Chết mẹ cái này đâu chứ? Đây à? Ok. Nhà đéo thó được cái gì nhỉ? Cái này chắc ở đây à? Cái này nếu là tôi sẽ để bên cạnh. Đúng. Ê, rồi lấy cái này ra kiểu gì? Chịu ơi. Chịu. Đéo lấy ra được mấy cây. Sợ nó kẹt mẹ đấy luôn, tí nó đéo cho mình xong nhiệm vụ. Được, tôi có cách. Bắt buộc mình phải đẩy cái đống ra này. Bó tay. Ok. Xong tầng 1 nhá. Giờ mình lên tầng 2 đi. Má tầng 2 tối vậy. Đù. Khủng khiếp. Tôi nghĩ là nó phải có một cái chìa khóa phòng vệ sinh ở đâu đó. Ê, tao nghĩ là đã tìm ra được thêm được con điếm trong mơ của mày rồi. Hôm nay đến đây đi rồi chúng ta sẽ thương lượng. Nó có đáp ứng được yêu cầu không? Có chứ, 23 tuổi, tóc vàng, đúng loại mày thích. Nghe ổn đấy, gửi đến đây cho tao. Thôi sao, con bé này đúng là bị lừa thật. Something. Đéo có gì. Cái này thì chắc ở. Cái này ở đâu? Ở đây à? Đây. Cái này ở đây. Này thiếu một cái bàn nhỏ. Bàn nhỏ. Đéo có một cái bàn nhỏ nào đây cả. Đủ. Đây còn máu á. Quên lấy nước rồi.
cả Bill thật. Phòng này khóa thì tôi nhìn thấy phòng lấy nước ở bên cạnh mà, nhưng mà nó khóa mẹ rồi. Đấy, hết mẹ nước ở đây này. Well, that door is closed. Nó phải có một cái chìa khóa ở đâu đấy, từ từ soi thử xem nào. Đéo chìa khóa nhưng mà lại thấy cuộn tiền bú. Đặt lại câu chì. Ui, mẹ sao mình phải khổ đấy nhỉ? Rõ ràng chắc chắn là phải đặt lại câu chì ở đâu đấy. Thì nhà này sẽ có điện. Ờ. Ủa. Vãi cả bều. Let me guess. An angry father had a little chat with his daughter. Tưởng là tầng 1 xong mẹ rồi. Should lift the lockdown. Tầng 2 có điện chưa? À, tầng 2 có điện rồi. Thế mẹ lại khổ đéo chịu được. Tủ rượu à? Well, well. Wow. Got here. 0381. Shit. 5748. Fuck. I'm in. Voila. Tiền. 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 Đéo có chìa khóa. Ui tiền. The girl believed in a true love, ended up in a true crime. Ui, bọn này có cả mẹ mình danh sách, đúng không? Mẹ, những con hàng đang chuẩn bị. Xiao Du 21 tuổi độc lạ, Sophia 19 tuổi rất gợi cảm. Sophia 21 tuổi, người Latin. Isabella 20 tuổi, người Latin nóng bỏng. Trung Kiên 30 tuổi, người đình thôn. Rất lắm thứ đấy. Cái gì đây? Đỏ đỏ đây đéo lấy được này. Vẫn đéo có một cái chìa khóa nào nhỉ? Đủ. Phú. Rồi, trong này xong rồi. Chọn thêm tí rác đi. Xong rồi còn rác không ta? Hết. Đòn. Ồ, cửa này mở rồi này.
Ú. Phòng giặt. Bú. Tiền. Toàn đồ linh tinh. Ú. Bú. Ê con vịt quạc quạc. Ơi bú. Cái bong. Ui khẩu súng kìa. Từ từ thu mẹ này lại đi. Tôi nghĩ là mình. Tôi nghĩ là mình sẽ. Ui, bắn 4 viên đạn. Chết hơi phí. Ê, lỗi. Không lau được cái đấy. À, đèn ngủ à? Chắc đặt đây à? Đéo phải. Ủa, đèn ngủ đặt đâu nhỉ? Đặt tạm về đi. Cái này chắc là đây. Đây. Cạnh giường à? Đéo xa thế bạn. Đéo đến mức đấy. À đây này, nó cái kệ này. Tiện. Sao? Sạch bong kít kít. Thu đèn này vào đi. Này mình nghĩ không cần. Ui dồi. Mẹ con bé đây à? Tóc vàng. Đúng nó, không thể sai được. Holy fuck. He did not mention this. Does he even... No. Ui. Bố con bé còn không biết là con này chết rồi. Tắt nhạc đi cho đỡ bản quyền trước được không? Ui nhà vệ sinh nhà đẹp hết nhỉ. Mẹ đéo cũng tắt điện đâu nhỉ. Ờ đéo cũng tắt điện luôn ạ. Thế lại phải đóng cái đèn ra. Ơ, con bé tự tử ạ. Nó 44 à? Exhausted from drugs and toxic relations. She went out on her own terms. Trời ơi. Bingo. Thank you.
all. Thư. Em từng tin rằng tình yêu đích thực sẽ giải thoát em khỏi gia đình mình, nơi mà đối với em nó giống như là nhà tù vậy. Cuối cùng thì em cũng đã tìm thấy tình yêu và quyết định bỏ trốn cùng anh. Cảm giác như mọi giấc mơ của em đã thành hiện thực vậy. Nhưng em không bao giờ nghĩ rằng chúng ta lại khốn khổ đến thế này khi ở bên nhau. Anh khiến em tin rằng ma túy sẽ giải quyết được vấn đề của chúng ta, hàn gắn mối quan hệ của chúng ta, nhưng mọi thứ chỉ tồi tệ hơn mà thôi. Em yêu anh, nhưng có vẻ anh chỉ biết yêu bản thân mình. Giờ đây em chẳng còn thiết sống xa gì, à thiết thiết sống gì nữa. Không còn gì cả. Em ựa. Ồ, thiếu quả cầu đây. Thiếu một đồ chưa rời vào vị trí cũ là đồ gì nhỉ? Thiếu một... À đây. Yes. Done. Đừng nói tôi vừa đá vào ghế này nhá. Ơ đúng mẹ luôn ạ. Rời đồ nội thất về vị trí cũ. Ê đéo phải. Còn một đồ nữa là đồ gì nhỉ? À xong rồi. Tầng 2 xong rồi còn tầng 1. Còn gì nhỉ? Hôm nay đéo phải. Trống. Không, trống ok hết rồi. Ảo thật đấy. Lỗi game. 18, 17, 16, 17. Đây rồi, lỗi cái trống. Ơ, lại 20/21. Gối đéo phải. Không phải. Gối đúng rồi. Đù. Xong. Đi. Trăm phần trăm màu, 100% sắc, 100% nội thất. Yes. Ui, có cái máy xịt nước phát dọn nhanh hơn hẳn ạ.
6.000 đồng. Trộm được có 3 đồ. Trộm được 3.500 tiền, 100 đô trang sức. Mấy cái bìu thật. Tổng được 10.000 nhưng vẫn đéo biết là tiền để làm gì. Bí mật. Tôi chưa tìm được một cái bí mật nào cả. Tôi chưa biết được cái hình thù của cái bí mật nó sẽ như thế nào. Ừ, cái bí mật nó sẽ như nào nhỉ? Không có việc tại vị trí này. Đến giường ngủ. Ê, từ từ, tăng điểm phát đã. Lên được bao nhiêu điểm nhỉ? 7 điểm. Tôi sẽ đầu tư thêm vào cái máy rửa áp suất. Tăng áp lực của máy rửa. Súng bọt. Bạn có thể sử dụng chất tẩy rửa cùng với... À, ok nhá. Cảm ơn Nam Công nhá. Mở rộng phạm vi lau dọn thêm 20%. Wow, cái này xịn này. Tăng khả năng làm sạch các vết bẩn cứng đầu của máy rửa áp suất thêm 20%. Áp dụng. Đủ. Xịn vãi. Mình cần thêm... Chết mẹ rồi, cái này chọn một trong hai ạ. Chết mẹ rồi. Cái này mở rộng phạm vi. Cái này là tăng sức mạnh. Thì mình tăng sức mạnh mấy lần rồi thì mình nên mở rộng phạm vi phát. Đấy. Thì mình xịt cái tia nó sẽ to hơn. Nó có hai bên. Bây giờ mới phát hiện ra. Ôi đi ngủ đây. Ngủ 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 ngủ. Ngủ xem mai Helen, Helen chắc là vợ của mình. Tiền nó quy ra kinh nghiệm. À. Chấp nhận nhiệm vụ từ máy tính. Xem nào. Mèo ngày hôm nay. Kể từ khi chú giúp cháu. À, thằng này là thằng cháu báo thủ Ti Lè. Kể từ khi chú giúp cháu, cứ như thể là mỗi ngày lại mang đến một phép màu. Cháu từng nghĩ là đã xong đời rồi, chú biết đấy. Toàn bộ khoản nợ, không có trường học tốt hay là công việc bình thường, và vân vân. Nhưng mọi thứ thực sự đang trở nên tốt đẹp hơn. Ha ha ha. Gần đây cháu gặp một cô gái tên là Chitha Chisa, và chúng cháu rất hợp tính nhau. Cô ấy cũng thuộc về đường phố, nên là cô ấy hiểu được, hiểu cháu. Cô ấy làm nhạc hay lắm, và cháu biết được một ngày nào đó cô ấy sẽ thành công, thật kỳ lạ. Nhưng mà nó khiến cháu suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống, hoặc là do cô ấy. Cháu không biết nữa, cháu hy vọng là sẽ giới thiệu cô ấy với chú vào một ngày nào đấy. Tôi đoán nhá, thằng cháu báo thủ này kiểu gì sau này cũng bị ông Jim giết. Phản hồi từ phòng khám. Chi phí điều trị chưa thanh toán. Elena Kowalski, đây là con gái của mình. Anh Kowalski kính mến, đây là lần cuối cùng chúng tôi nhắc nhở anh về việc thanh toán toàn bộ các khoản chi phí quá hạn. Thời gian thanh toán tối thiểu là 30 ngày. Anh có thể nghe điện thoại từ 20 phút sau đấy là đọc mail tiếp. Alo. Ừ, ok nhá. Hiện tại số tiền anh còn nợ phòng khám chúng tôi là 23.000 đô và nó đang tăng lên 1.500 đô mỗi ngày. Chúng tôi không muốn dừng việc điều trị của Elena lại, nhưng mà nếu anh không muốn thanh toán hết số tiền trước cuối tháng, chúng ta buộc phải có những biện pháp khác. Hôm trước tôi gặp bạn, hôm trước có ai nói câu nhỉ? Đừng bị ốm ở Mỹ nhỉ? Khiếp, kinh khủng vậy đấy. Mẹ, khám chữa bệnh hết 23.000 đô và tăng thêm 1.500 đô mỗi ngày. Mở mắt ra mất con mẹ khoảng 35 triệu. Rất là biểu. Nhiệm vụ mới, đoản mạch. Anh đéo còn biết tên tôi. Nhưng mà tôi biết anh. Anh nổi tiếng vãi cứt, anh Kowalski ạ. Như anh biết đấy, thế giới này là do hacker và đám môi giới bất động sản điều khiển. Và đoán xem ai là ông trùm trong số đó. Chính là tôi. Wow. Ông này có vẻ là kinh khủng này. Tôi hiếm khi mắc lỗi, nhưng mà lần này thì tôi đã thực sự làm hỏng việc. Thị trường nhà đất đang điên đảo, nên là tất nhiên là tôi phải can thiệp vào giá của các căn nhà rất đẹp mà tôi đã để mắt tới. Tôi hack vào hệ thống nhà thông minh của họ, làm cho gia đình sống ở đó sợ hãi. Họ nghĩ rằng đó là một căn nhà bị ma ám. Tình tiết khiến tôi không thể nào ngờ được, đó chính là vụ giết người rồi tự sát, lỗi của tôi. Anh có thể giải quyết mớ hỗn độn này cho tôi không? Và sẽ có một khoản tiền hậu hĩnh đang chờ đợi anh nếu như anh làm được. Đi luôn. Lên đường. Nói nhiều. Nhanh không tí thầy nhắc. Nhầm.
Mình bắt đầu sợ hãi mấy căn nhà thông minh rồi đấy. Mình đã thấy quá nhiều thứ quái dị ở một nơi như thế này rồi. Không trách được tại sao những người đó lại phát điên như vậy. Nếu không biết trước, mình cũng sẽ phát điên mất. Này thì nhà thông minh. Ui ui. Ui trời. Ui trời. Ui trời. Có phải là hù dọa hàng xóm là cách để chống lại việc tăng giá nhà không? Mẹ, đây đã có máu từ đây luôn á. Ui dồi. Kéo nhà có ma à? Sao nước tự xả thế này? Ảo thiệt đi. Chết mẹ rồi, game thành game kinh dị rồi. Đủ. Gớm vậy mày. Đùa, bẩn vậy. Này, xịt từ trên xuống khi sạch hơn. Dưới lên hơi bẩn. Gì đây? Một thiết bị nhỏ bé như vậy gây ra cuộc thảm sát lớn. Ui, ông ấy đặt cái loa thông minh vào trong cái nhà này. Xong rồi giả tiếng ma ám. Thế là cả nhà này giết hại lẫn nhau. Mẹ ảo thật ý. Cửa khóa. Luôn đi chứ lại. Ê, tôi có nên gỡ mấy cái loa ra không hay là tôi cứ để đấy cho nó kêu cho vui nhỉ? Ảo thật đấy. Đây này, trong này có một cái này. Khủng khiếp đấy. Wow, thánh giá đấy trừ tà.
vãi cả bìu thật. Vãi cả cướp thật. Ô, đây lại... Hôm nay lại... Ô, sờ kê. Chìa khóa phòng khách. Thế này chắc là tầng dưới à? Mẹ tôi ngày càng tệ. Những gì tôi thấy chỉ là trục trặc nhỏ hoặc là lỗi hệ thống. Nhưng mà đối với bà ấy, đó lại là bằng chứng chắc chắn của việc chúng tôi bị nguyền rủa hoặc là thậm chí là có quỷ ám. Thuốc của bà ấy không hiệu quả. Bà ấy thậm chí còn không uống những viên thuốc đó. Tôi không biết là phải đi đâu để tìm sự giúp đỡ nữa. Chúng tôi đang gặp khó khăn. Xin hãy cầu nguyện cho những điều tốt đẹp nhất cho gia đình tôi. Rất là ma ám đây nhá. Rồi, từng phòng một đi. Bắt đầu từ phòng này đi. Kinh khủng đấy chứ. Đéo đùa. Tẩm thực sự. Tôi nghĩ là để dễ nhất thì mình đã đặt một cây đèn soi máu đi. Đèn UV. Đặt mẹ ở đây thì soi làm cho nó dễ. Đây. Ui dồi. Ui dồi, nó lại hợp lý luôn nhỉ. Kiểu đéo gì bắn lên cả tường kinh thế. Gớm mẹ luôn đấy. Game này up YouTube bị tắc kẹp tiền không có bạn ơi. Chơi những game này thực sự với cả bạn là tôi bảo các bạn rồi nhưng mà tại tính tôi thích chơi mấy game kiểu nó cứ kiểu tỉ mỉ từng tí một thế này. Mặc dù các bạn xem thì nó hơi chán với cả hơi buồn ngủ một tí. Nhưng mà chơi mấy game này thì đéo phải là để up lên YouTube kiếm view hay cả kiếm tiền bạn ạ. Nó thỏa mãn cái đam mê cứ từng tí một của mình thôi. Ê mẹ nó đau đầu. Blunt force trauma. Hit in the head many times. Xong rồi đấy, phòng này còn có toàn rác à. I'm not a garbage man. I'm a trash collector. Ui. Lòi đâu ra tí nữa này. Ghế này. Mẹ, tao là sao lại làm tao sợ chết khiếp mày ạ? Cái gì sao thế? Tao vừa mới ngủ dậy thì mẹ đứng cạnh giường đang cầu nguyện ấy. Tao không biết là mẹ mày mộ đạo như vậy đấy.
Mẹ tao trước giờ không mồ đạo tí nào, nhưng mà giờ bà ấy lại nghĩ có quỷ ở trong nhà mình. Tao nên thu dọn đồ đạc để chuyển nhà mất thôi. Chết tiệt thật đấy. Religious fanatics. Sometimes your mom is one of them. Nhà này trông có vẻ là nghèo. Đéo có cái gì cả. Ui, phục mẹ vào tường. Cái đèn ngủ ở đâu? Một cái đây. À một cái đây. Sao? Đóng cái đèn đi. Phải cả cứt. Ui, cái này xịt đã phê như này rồi. Bây giờ lại còn thêm cả chất tẩy rửa vào nữa thì nó sẽ như nào nhỉ? Tí nữa mình phải nâng cái này lên mới được. Yes. Ơ, đèn ta đâu ấy? Xong rồi. Thành rồi. Blown right open. Must have been a heavy caliber. Painted the walls red. I watching you. Ủa, bị bắn băng sót gan à, bảo sao tung tóe vậy đây này. Hai viên.
Ok. Xong. Rồi đến phòng ngoài đi. À, nó trồng. Double check lại lần nữa. Xong rồi. Ui dồi. Mẹ em sao có vết chân như kiểu chân hổ, chân mèo đéo ở đây này. Ảo thật đấy. I take you as my piece of trash. Sometimes really don't need much to make people go crazy. Gì đây? Bạn đang cố gắng truy cập vào một thư mục được bảo vệ, yêu cầu xác thực. Hách thủ công 9083. Đủ, quá chuyên nghiệp. Gì đấy? Quá. Liệu CCTV không bấm lên xem được nhỉ? Cần xóa đi không nhỉ? Xóa bỏ đoạn phim giám sát. À. Rồi. Thu thập bằng chứng, xử lý tư thi thể. Thế thì dưới phòng khách phải còn một mạng nữa. Michael Mitchell, địa chỉ, tuổi 43, giới tính N. Chữ ký bác sĩ. Wow, bị bệnh gì à? Ông ơi, đéo có đèn pin. Cay vãi cứt. Dọn nhà chỉ là phụ thôi, nghề chính của mình là trộm mà. Rời đồ vật lại vị trí cũ. Từ nha, có đồ tôi chưa rời lại rồi. Thiếu một cái bằng chứng với cả là đồ chưa rời lại. Tranh treo tường à? Tranh nào nhỉ? Tranh này à? Xong này. Thế còn một cái bằng chứng nữa là cái gì ta? Chắc chắn là nó ở tầng này đấy. Rượu đéo lấy được. Ui cái này bú. Đồng hồ đéo lấy được. Ui cái này bú. Từ từ, có tiếng khóc ở đâu nhỉ? Ui bú. Tiếng khóc ở đâu nhỉ? Có. Có. Khóc ở đâu nhỉ? Bên này à? Đây rồi. Mẹ. Ê, từ từ, check nốt đi.
Whoa, easy. À, nhưng mà nó cũng đeo bắt mình dọn rác thì thôi, mình dọn làm đéo gì. Nó không phải trong nhiệm vụ thì thôi. Rồi, cùng mở ra xem điều kinh hoàng gì sẽ xảy ra này. Đù. Robot hút bụi à? Phải cả bìu thật. That haunted robot vacuum. Damn. Won't stop until I beat the shit out of it. First things first, gotta scrub. Má tự xử luôn mà. Ảo thật đấy. Oh, một cái ở giữa nhà đi. Ui, khủng khiếp đấy. Kinh dị đấy. Đéo đùa. Bắt đầu từ đâu trước bây giờ? Vòi nước ở tận ngoài này à? Chính em máu dưới nền này dễ tẩy, phun phát là đi luôn à. Ờ, sao chưa sạch nhỉ? Ô kìa. Mẹ mày ảo thật đấy. Bịt quẹ. Bịt quẹ. Bịt quẹ. Má nó cay. Vứt mẹ em đi. Phải cả bìu thật. Vừa dọn xong. Đèn của tao. Đâu rồi? Trời ơi. Tiếng có mồn lèo ở đâu nhỉ?
Ui, nhìn tôi trông mẹ, tôi dọn cái đống rác là tôi phải chết mẹ mệt rồi đấy. Quá nhiều rác. Để lủng đéo gì vỡ cũ nó hết cả chu vại thế này. Điện thoại di động. Xong này. Mình xong này. Cái này đây này. Xác. She must have trashed a place herself. 3% máu ở đâu ta? Hả? Gì đây? Quay cảnh một lèo nữa này. Cửa thông ra. Thiếu một bằng chứng. Đây, một cái loa đây chắc chắn là bằng chứng rồi này. Xong này. Rời đồ đạc này. Lau chùi máu này.
Thế phải cầm cái đèn này đi soi rồi. Máu ở đâu nhờ? Ê, khoan đã. Đây có đồ bú được. Cái gì vậy? Ui. Ui. Mẹ vừa dọn sạch xong. Ui. Ảo thật đấy. Bú. I've got a hunch on who the family favorite was. Tôi còn cẩn thận, tôi để lại cái ly lên cho gia chủ, hiểu không? Vô cùng cẩn thận luôn. Dịch vụ lại uy tín. Đấy. Chu đáo tin cậy 77 hàng đào ngay. Thiếu ba đồ chưa về lại chỗ cũ. Ồ gì nhỉ? Ở đây có một cái tranh này. Quanh chắc là mấy cái tranh. Ồ đây ok hết rồi này. Mẹ em nhà toán ảnh mèo ạ, sợ thật. Rác. Rác này. Ui ui. Trần nhà. Trần nhà có à? À, mấy cả biểu thật, ừ ha. Thực ra tôi cố tình thôi, tôi không để ý xem này. Các bạn có thực sự các bạn xem game này không đấy? Còn tôi nhìn thấy từ nãy. Xong máu này. Mẹ có một cọng rác đéo biết ở đâu. Mẹ cay thế nhở? Hiểu mẹ cộng giác nó đâu. Giò vãi cứt giò đéo thấy đâu cả. Bực thực sự. Chịu đấy. Con robot à? Time for a bag swap. À. Oh yeah, tại con robot. Té thôi. Tôi có hiện trường vụ án, bạn đã sẵn sàng mọi nhiệm vụ hoàn thành rồi. Xong rồi. Đòn.
Tuyệt là vời đấy. Uầy, thế thì mình tăng được mắc điểm của máy xịt bọt bọt chưa nhỉ? Điều. Bảy nghìn bảy. Này còn thiếu tiền cho con, đéo hiểu kiểu gì. Đang nợ tiền bệnh viện. 7.700 nó sẽ quy ra được 7.700 XP. À. Lại đến giường ngủ. Tăng điểm phát. Ui, nốt cái này đi. Tăng tất cả chỉ số lên 35% bao gồm cả lượng nước tiêu thụ. Tức là tiêu thụ nước thêm 35% à? Tăng áp lực. Tăng sức chứa nước lên 30%. Ui, cái này cần vãi cả cứt thật. Nước, xô nước, chất tẩy rửa. Ui, mình còn đéo dùng chất tẩy rửa luôn ấy. Chất tẩy rửa kháng khuẩn. Xô nước, chung. Mắt nhìn. Thợ săn kho báu. Nổi bật những vật có giá trị. Giảm thời gian hồi. Đủ. Mẹ, bú xem nhà mình có gì trộm không. Tăng thu nhập tí. À. Chẳng lẽ giờ lại lên giường phát xem nào. Tiệc pizza của Mattel ngày 5 tháng 7. Các quý ông, Big Jim đã lộng hành từng ấy quãng thời gian là quá đủ rồi. Mẹ kiếp, đây lúc cho thằng chó để biết ai mới là thằng chó. Có ai đó đã gọi cho Big Jim sao? Boom, vãi cả bìu, Big Jim đến. Big Jim và khủng khiếp. Giờ thì ai mới là chó? Mẹ em job này chắc phải 5-6 xác. Không làm ơn. Tôi thề là không có nói. Nói nhiều vãi cứt. Ui, ông này ăn mẹ đúng pizza tiệm Mattel luôn ạ. Sao, có điện thoại. Chắc chắn là ông chủ Big Jim gọi rồi. Jim đây. Những gì mà anh làm cho Mai quả thật là quá tuyệt vời. Nhưng mà chúng ta có việc quan trọng hơn cần giải quyết tối ngày hôm nay. Tôi cần chăm sóc mấy tên khốn dám đâm lén sau lưng tôi tại quán pizza Mattel. Nói sao nhỉ? Sẽ có đổ máu đây, vì thế là anh cần đem theo vài cái túi đựng rác nhá. Càng nhiều càng tốt. Vậy giờ tôi ăn cái pizza cuối cùng của chúng à? Xem bao nhiêu xác nào. Tôi đoán là loanh quanh chắc là cũng phải ăn được cái bánh miếng pizza. Ăn hết mẹ rồi. Xem này có gì mới không nào. Những đứa trẻ thật là đáng ghét. Chào bố, hôm nay con buồn lắm nên là con muốn nói với bố điều này. Con làm quen với được vài bạn mới nhưng mà có mấy đứa thật là ngốc. Con kể với Cathy là bố làm công việc vệ sinh và cả bàn bắt đầu cười nhạo con xấu tính lắm. Mọi người đều chế giễu con giận quá nên là phải bỏ đi. Nhưng mà bố đừng lo, con biết là bố làm việc vất vả và con rất vui vì được làm con gái của bố. Làm ơn cho Dexter ăn một món ngon từ con nhé, con yêu bố. Thề bố mày ăn hết pizza rồi mày mới gửi mail. Con chó hôm nay sẽ không có gì để ăn cả. Dọn dẹp nhà hàng. Điều anh làm ở trung tâm chăm sóc sức khỏe của Mai thật là tuyệt vời. Nhưng đó chỉ là món khai vị với nhiệm vụ tiếp theo của tôi dành cho anh. Lấy tất cả vật dụng mà anh cần để đi đến
tiệm pizza Martel cẩn thận sẽ có một trận chiến đẫm máu ở đó. 11 người chết, địa điểm thì rộng vãi cứt. 11.000 cho cái nhiệm vụ này. À. Rồi, cái này thì hôm tới tôi sẽ làm. Với cả build thật là khủng khiếp. 11 cái xác trên một căn phòng, trên một cái cửa hàng rộng đéo chịu được.